Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của Anime Vanguard trong Roblox. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok mọi người, hôm nay thì có một bạn với nick Facebook là Nguyễn Minh Vũ nha mọi người nhá. Đấy, thì bạn này bạn ấy có gửi cho ui thằng này nó mặc cái áo gì thế này, gặp ngay Weibo chính hiệu rồi. Thì bạn ấy có kêu ấy là bạn ấy mở ra được một cái con Skerrit ở trong cái banner. Mình không biết là bạn ấy mở ra bằng cách nào nha, nhưng mà như mọi người có thể thấy là hiện tại bạn ấy đang có một cái con mang tên là Alucard. Thì mình cũng chả biết là cái con Alucard này trong cái anime gì các bạn ạ. Thì bây giờ mấy cái tên ở trong chính người còn chưa biết nữa, thì bây giờ lại còn có thêm cả mấy cái tên ở phụ nữa, cho nên là cũng hơi khó biết. Bạn nào biết cái con Alucard này ở trong cái anime gì thì comment ở dưới cho mình biết nhá. Thì hiện tại là cái đội hình của này cũng khá là xịn nha. Có Naruto này, Mythic mà không dùng luôn anh em ạ. Obito này, Mythic cũng không dùng luôn. Có hai con Mythic không dùng. Thì cái đội hình bạn này đang sử dụng là cái con Spin Wagon. Con này là cái con mà ai cũng phải dùng thôi, bởi vì là nó là cái con cho tiền các bạn ạ. Đây này, nó có hiện chữ vàng đây nè, là Fortune, là những ai mà những con nào cho tiền thì nó có. Nhưng mà hiện tại thì như chỉ có mỗi con này là cho tiền thôi, nên là nhưng mà con này chắc là ai cũng có đúng không. Con này thì làm sao mà có thể thiếu được, nếu không có con này thì làm sao mà đi map được đúng không mọi người. Tiếp theo là một con Alucard, là cái con này là một con kiểu xạ thủ ấy mọi người, một con đánh kiểu một con bí biển đấy, mà mình cũng chưa biết con này như nào nhá. Đam mà chỉ đứng hạng D thôi. SPA thì hạng B và RLG là gì thì hạng C này. Ngoài ra chúng ta có Kiraru, con khỉ vàng này thấy ai cũng phải cho đội hình hết đấy. Nhiều bạn còn gọi là đề cao khỉ vàng này hơn con Goku luôn. Đấy, bạn này bạn đã nâng cái con Kiraru lên cấp 42 luôn, cao thứ nhì của team luôn anh em. Và cao thứ ba chứ, cao thứ nhì là con Spin Wagon này, cao thứ nhất là con Song Jingu. Con này thì trong anime Solo Leveling nhá mọi người nhá. Con này thì của Minh Chiết nó có một cái con gọi là Sini cơ. Sini thì nó hiếm hơn những cái con Mythic bình thường nha mọi người nhá. Song Jingu này chỉ là một con Mythic và Sola. Bình thường thì con hôm nọ thì mình review nick của Minh Chiết thì nó là con Song Jingu Sini Mythic và là Dead Eye cơ. Nhưng mà con này thì nhìn cũng xịn đấy. Bạn này chắc là cũng tốn khá là nhiều thời gian để có thể cày game thì mới chiêu mộ ra con Song Jingu này, con Naruto cũng như là con Obito. Hiện tại thì có 3 con Skerrit nhưng mà bạn này bạn ấy chỉ xài một con là con Song Jingu thôi. Và thêm một con 3 con Mythic. Đấy, nhưng bạn này chỉ xài con Song Jingu thôi và có một con Skerrit là con Alucard. Rồi bây giờ mình sẽ vào và mình test thử con Alucard này xem nó thế nào nhá mọi người nhá. Đấy. À trước khi mà vào gọi là test thì mình sẽ vào đây mình summon một cái các bạn. Ôi bạn này bạn ấy cày nhiều vàng ấy. Vào ui bán cả Elevendary đi à. Summon ố. Sao bạn này summon 10 lần mất có 400 vậy? Mình summon 10 lần mất 500 mà, hay là do bạn này bạn ấy mua cái kia ta? Ở bạn này bạn ấy tắt hết cả tiếng summon đi luôn này. Ichigo này. Trời ơi. Mấy con này auto sell hết. Đúng là đại gia anh em ạ. Sell cả Legendary luôn là hiểu chất lượng như nào rồi. Nhưng mà cũng chả có con gì ngon. Thì bây giờ bạn này bạn ấy nhiều quá rồi cho nên là bạn sell hết. Nhưng bạn ấy có mua pass đúng không? Ủa bạn này bạn ấy không mua pass luôn mà. Uầy. À cày thì không bằng bạn Tấn Tài Gaming hôm bữa được. Bạn Tấn Tài Gaming hôm bữa cày level 30 của cái này rồi. Bạn này mới cày đâu đó level bao nhiêu thôi. Cũng khá là xịn đấy nha mọi người nhá. Nhưng mà mình không hiểu tại sao mà bạn này gacha 10 lần hết có 400. Bình thường mình nhớ là mình gacha 10 lần hết tới tận 500 mà bạn này gacha hết có 5 có 400 mà, khá là rẻ nhá. Rồi bây giờ thì mình với mọi người sẽ cùng vào test thử sức mạnh con Skerrit Alucard này xem thế nào nhá mọi người nhá. Let's go. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chạy vào đây để xem là có cái map nào là xa nhất nào. Map cuối thôi. Đây, bạn này thì bạn đã đi tới ủa? Đây. Cái map này hơi khó đi nhá. Bạn này bạn đi 9 mét hết rồi. Thôi thế đi thường thôi nhỉ. Kiểu cái trình của mình nó còn non đấy, cho nên mình sẽ đi thường thôi. Để xem nó có đi nổi hay không thôi mà. Ok, bây giờ ta sẽ cùng nhau vào test nào. Để nó không có tiếng thì nghe nó không quen anh ạ. Bình thường mình nhớ là đặt cái mấy con này ra nó kêu tiếng mà. Bạn này bạn đã chỉnh cái gì ra đặt mấy con này nó không có tiếng luôn. Nên là đâm ra là nghe nó hơi khó nha mọi người nhá. Đấy. Thì cái nhiệm vụ đầu tiên là cứ cho 3 con này ra thôi mọi người. Đấy, 3 con này ra. Ui, có đủ không vậy ta? Nhiều bạn nói là cái con này lên cấp đó. Ủa? Sao con này có tầm đánh là 1 vậy? Con này có tầm đánh là 1 rồi mọi người. Ôi, cho được 3 con. Ê, như là cho này level cao thì
thì tỷ lệ cho ra ba con này sớm mà được nhanh hơn hay sao đấy mọi người ơi. Mình thấy chưa gì mình cho được ba con này ra rồi. Bình thường ấy là mình phải tới tận đâu đó mới là đi tận đây này mới cho được, như phải tới wave 3 đấy thì mới đủ. Nhưng bạn này có vẻ như cho ra sớm được này, thế thì cũng được đó, nâng cấp con này ra đánh rồi. Bạn ấy cất hết tiếng rồi anh em ạ. Ủa con này update à, sao đầu trọc rồi? Vãi, qua lên cấp cao được update nhân vật lên hay sao này mọi người. Nhìn anh ta có một cái quả đầu nhìn rất là khác. Rồi thì hôm nay chứa là chúng ta sẽ gọi là luyện cái con alo cặc này thôi, cho nên là mình cứ tập trung mình chơi con đấy thôi à. Đấy, nhưng mà vẫn phải cho mấy con này ra đấy, để có gì thôi xeo đi. Một con là đủ rồi, một con là đép vào đầu đủ rồi. Tí xây bốn con ở bốn cái này này, để có gì nó phá bốn cái tượng này, có gì đấy cho nó dễ nhá. Đó, tầm này chỉ cần một con này đép vào nổi thôi. Ủa, tầm đánh con này khá là to nha. Đó, mình sẽ đi qua mình nhìn tổng quan nào. Nhìn tổng quan thì mình cũng chưa nhìn ra con này ở trong cái bộ anime gì luôn đấy. Con này giống như kiểu là một cái dạng sát thủ các bạn ạ, sát boy chính hiệu. Vẫn chưa biết là cậu ấy là thuộc cái tuyếp nào, nhưng mà mình cứ update cho cái này nó full lên nha. Đấy, update cho cái này full lên thì mình có thể nâng cấp cái này nó full sớm được. Đó, quan trọng là test thử cái con này thôi. Nhưng mà nó không có nhạc nghe. Ấy quên. Nhưng mà nó không có nhạc nghe cũng hơi thiếu nha. Để cái con Kizazu ở đây nó farm cũng được các bạn ạ. Tí mình sẽ bán cái Kizazu luôn để cho một mình con này nó thể hiện, để giữ cái thể diện cho tất cả con khác nha. Trời ơi, tính ra là căn bản là mấy con này nó cũng không đến mức độ mạnh ấy. Nên là một mình con Kizazu vẫn lo được các bạn ạ. Tí nữa mà nâng full con này xem được cái gì nào. Đam thì để xem nào, có cái gì đây? Là sao mọi người? Tăng 25% đam khi mà gây động đất à? Bạn nào giỏi tiếng Anh thì dịch cậu tớ cái. Tớ bật cái bản tiếng Việt tớ đọc còn không hiểu nữa, đừng nói đến bản tiếng Anh. Ok này. Rồi, mắc được hai cái rồi. Một cái thôi là mắc, tí mình tập trung mình nâng thử con này lên tối đa xem nó lên được bao nhiêu đam nhá. Thôi chắc là mình cho con này đi luôn đi. Chưa nãy giờ con này nó chưa được thể hiện chút trình độ nào. Nên là tôi muốn cậu ấy phải thể hiện chút trình độ nào. Let's go. Xem chiêu nó như thế nào nhá. Xem chiêu nào trước. Ôi. Rồi, mắc hết rồi nhá. Xem thử chiêu lúc mà nó chưa nâng cấp nó như thế nào nữa, xong rồi mình nâng cấp lên thì mình xem chiêu nào nữa. Ây, sao con này cùi nó bắn từng con một ạ. Nhìn dặn loài gà le ra mà. Rồi con này có vẻ không xịn lắm anh em ạ. Nếu mà nâng lên thì sao? À đấy, nâng lên thì nó bắn bắt đầu nhiều này. Hồi nãy mà lúc mà chưa nâng lên thì nó bắn chậm chậm, nó bắn được con à. Đấy, còn bây giờ thì nó sẽ bắn kiểu hai tay hai súng. Nếu mà nâng lên tiếp thì sẽ như nào? Nhưng mà con này thấy nó hơi chậm các bạn ạ. Nó khá là giống với con Vegeta nhá. Nhưng mà con Vegeta được cái là nó đánh nhanh hơn con này. Này được cái là nó gồng loài cả trĩ ra. Đấy, sẽ là ngoài cái việc tầm đánh xa hơn thì cậu ấy có gì nữa không? Không có gì mấy. Hai tay hai súng rồi. Rồi. Ui ui cái gì? Rồi nó hóa trao rồi anh em ơi. Khi mà nâng cấp lên đây thì có vẻ như cậu ấy đã hóa trao rồi. Cậu ấy sẽ làm gì đây? Ui giời ơi. Ê mà nó được cái là múa bắn liên tục các mọi người. Nhìn cũng được ấy chứ nhỉ. Không tệ nha. Ô, sao wave 12 là Shinjingu nó xuất hiện thế này. Rồi, nâng thử nào. Nâng mắc lên xem nào. Rồi nâng mắc lên thì đam cũng chỉ có 2k7 thôi. Tính ra là cũng không nhiều lắm nhỉ. Tính ra là mình thấy là nếu mà so với con Shinjingu khi thua đấy. Này các bạn nhìn này. Con Shinjingu mà nâng mắc lên là đánh cực kỳ nhanh luôn. Cảm giác nó đánh nhanh hơn đấy. Đó. Ê, sao con Shinjingu của này đánh nó khác nhỉ. Hôm bữa mình nhìn cái con Shinjingu của Tuấn Tài cũng như là của Minh Chiết đánh kiểu khác cơ. Ủa con Shinjingu này hôm nay đánh thấy kiểu nó cũng hơi khác so với mấy con Shinjingu khác các bạn ạ. Hay là do tùy cái tộc hệ khi mà mình tiến hóa lên hả mọi người. Cái này mình không biết cho nên mình hỏi nha. Chứ nếu mà biết thì mình đã không hỏi rồi. Ok, sao nhìn đánh khác lắm các bạn ạ. Nhìn đánh cực kỳ khác luôn nha. Rồi còn wave sau là wave cuối rồi. Con nâng cấp được ui con này Shinjingu 7k dam ạ. Đây nâng cấp tối đa lên là 8k dam. Con này thì mới có 2k dam ấy, đánh còn chậm nữa. Kỳ á, này, tổng dam của con Shinjingu vừa mới cho ra thôi đã hơn dam của con Skerrit mới Alucard rồi. Sao con này có thực sự là mạnh như lời đồn không vậy? Có thực sự là mạnh như lời đồn không vậy anh em? Sao nhìn nó có vẻ yếu vậy? Đánh giá là hơi yếu nhá. Ui vẫn còn chưa nâng cấp mắc rồi này. Ồ, còn xài được skill này, skill này. Mấy cái này đâu ra vậy? Quân mình à? Bắt đầu. Sao lại có quân mình ở đây nữa đấy? Ô vãi lều ạ. Rồi, hình như là tới lúc ạ. Ủa mình có cần, ô mình đâu có cần phải
phải phải phá bốn cái kia đâu. À có này, bốn cái con này thì chỉ cần cho bốn anh giai C2 ra thôi. Một anh giai này, chỉ cần cho bốn anh giai C2 ra thôi là đủ nha mọi người nhá, không cần nhiều. Hai này, rồi ba này, và anh giai cuối cùng. Ê không đủ, trời ơi, giờ là phải làm sao? À đây rồi, đủ rồi. Mấy con này máu cũng ít lắm. Ủa, chưa được, ấn nhầm nút update. Thế thôi, tầm này bán mấy con này đi thôi. Mấy con này tầm này cũng đâu cần nữa đâu. Đó, anh giai C2 cuối cùng anh ấy sẽ nằm ở đây. Đó, xây 4 con này là đủ. Rồi, easy. Nhưng mà cảm giác là con Skerrit này nó không phê các bạn ạ. Đúng yếu luôn đấy. Đam có 2k là sao nhỉ? Thế đánh còn chậm mà đam thì còn yếu nữa. Tại sao lại như vậy nhỉ? Ủa sao lại quân của mình lại chạy vào đây này? Súng Jinku, súng Jinku cố lên. Đỏ nhìn yếu lắm các bạn ạ. Không ăn thua. Đây con súng Jinku đấy có khi là mới cho ra đam nó còn nhiều hơn nữa. Mới vào là 1k8 đam rồi. Bằng với đam con này luôn. Trời ơi, cảm giác cái con Skerrit này nó không có gì mới và không có gì mạnh nhá. Bạn nào biết được cái điểm mạnh của con Skerrit này mới này nó nằm ở đâu nhá, thì các bạn comment ở dưới cho biết nhá. Bởi vì thực sự là cho tới thời điểm hiện tại á, là mình vẫn chưa tìm ra là cái chỗ của nó mạnh hoặc là nó mới ở chỗ nào. Chỉ biết là nó một cái con gọi là Skerrit thôi, một con bí ẩn thôi, một con Easter egg thôi, chứ cũng chưa biết là nó mạnh ở điểm nào, và cũng chẳng biết là nó sẽ gọi là bá đạo ở chỗ nào các bạn ạ. Chỉ thấy là đam của nó cực kỳ ít, cũng như là về cái sự đóng góp vào trận đấu thì cũng gần như là không có cái gì các bạn ạ. Đấy, bạn nào biết nhiều về con này thì chỉ mình nha, comment chỉ mình nha. Bởi vì thực sự là mình không biết thì mình mới hỏi, nếu mình biết rồi thì mình sẽ không hỏi đâu. Ok, và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu bạn nào mà có unit gì hiếm ấy, hay là các bạn mà có cái ý tưởng gì hay, các bạn cứ inbox về fanpage của mình nha. Link fanpage mình có để dưới phần mô tả đấy. Và một lần nữa cảm ơn Nguyễn Minh Vũ rất là nhiều vì đã cho mình mượn cái nick để review con Skerrit mới này. Mặc dù là mình cũng chả biết cái công dụng nó là gì mà nó khá là đắt nhá, và đam nó gần như không có. Đấy, thì bạn nào biết thêm về con này thì cứ chỉ mình nha, bởi vì là thực sự là mình không biết đấy. Rồi, và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye.